Quý khách nha, để mà quay chi tiết cho quý khách xem cái mặt ca lăng của xe Ford Ranger 2023 bản Wintrack quý khách nhé. Đây là cái độ mặt ca lăng rất là xịn sò, rất là đẹp, và có cả cái đèn led, ba cái bóng đèn led này khi mình đi ban đêm nhìn rất là sáng. Đó. Ở trên đây thì có các chữ Ford, đấy là tên của hãng. Đây quý khách nhìn này, chi tiết này nhìn rất là đẹp này, chắc chắn này, vừa vặn nhá, lắp đặt thì rất là đơn giản, vừa zin khít luôn cho bản Wintrack đó. Quý khách lưu ý là chỉ dành cho bản Wintrack thôi nhá. Đấy, tất cả các gói phụ kiện đi kèm các cái ốc đây, quý khách mua về có thể tự mình lắp đặt được, rất là dễ, tháo ra như nào thì lắp vào như thế đó. Chất liệu thì bằng nhựa này, bằng nhựa cứng quý khách nhá. Đấy, đây là mặt sau này, các cái dây điện rất là đầy đủ đó, rất là đầy đủ cho quý khách nhé. Rồi đó. Địa chỉ shop thì là Hai Bà Trưng, Hà Nội, shop nhận ship hàng, giao hàng trên toàn quốc luôn. Hàng này quý khách này rất là vừa đẹp mắt luôn quý khách nhé. Rồi, xin cảm ơn quý khách rất là nhiều ạ.